Xin chào các bạn, Game of Thrones phần 7 đã kết thúc một cách chóng vánh. Thì trong 7 tập, mình nghĩ rằng cái chủ đề xuyên suốt của phần này đó chính là sự hội tụ. Sau 6 phần xây dựng nhân vật ở tất cả các cái phương trời, viện Đông, viện Tây, phương Bắc và phương Nam, tất cả các tuyến nhân vật đang về cùng một điểm để làm nên những cuộc đoàn tụ và những cuộc gặp gỡ lịch sử. Và quan trọng, nổi bật hơn hết, đó chính là cuộc gặp gỡ giữa Dany và Jon Snow. Mọi thứ diễn ra trước đó dường như là để hướng tới cái cuộc gặp mặt này. Cuộc gặp gỡ giữa lửa và đá, giữa sói và rồng, giữa cô và cháu, giữa người giải phóng nô lệ và người cứu rỗi dân du mục, và nảy nở cho một tình yêu ngang trái mà cả hai không hề biết. Mình tin là đây sẽ là hai con người mà cứu vùng đất Westeros khỏi thảm họa diệt vong. Do vậy là trong một cái viễn cảnh tươi đẹp trước mắt mở ra trong phần 8, chúng ta hy vọng là hai cô cháu sẽ vượt qua muôn vàn khó khăn sóng gió để cùng nhau mỗi người cưỡi một con rồng tung bay trên bầu trời tiêu diệt White Walker, giết Night King, để rồi để được người đời ca ngợi cho tình yêu tuyệt đẹp của họ, làm nên một bản tình ca lãng mạn của lửa và đá, The Songs of Ice and Fire, đúng với tiêu đề mà bộ truyện tác giả Martin đã đặt ra. Nhưng đây là Game of Thrones, trò chơi vương quyền, bạn chỉ có thể sống hoặc là chết. Và cái kết của phim mình dự đoán là nó sẽ phải diễn ra trong một bể máu thì sẽ phù hợp hơn. Dany và Jon yêu nhau nhưng họ có nhiều mâu thuẫn tiềm tàng. Một người thì có tham vọng về quyền lực, tự gắn cho mình rất nhiều cái danh hiệu mẹ rồng, Khaleesi, nữ hoàng, người giải phóng xiềng xích vân vân, và tưởng mình là người nổi dõi. Còn người kia thì anh không màng đến ngai vàng, không muốn làm lãnh đạo nhưng luôn được mọi người bầu ra, và anh là người nổi dõi đích thực. Dany cũng có niềm tin là mù quáng vào dòng họ, vào chế độ cha truyền con nối. Còn Jon thì chỉ mong cứu được nhân dân. Mình dự đoán vì một lý do nào đó mà Dany sẽ trở thành một thằng Mad Queen giống cha mình, The Mad King. Thế rồi Jon sẽ phải giết người mình yêu. Và đây sẽ không còn là một bản tình ca của lửa và đá nữa, mà nó sẽ là một bài tế, một bản nhạc buồn của lửa và đá thì chính xác hơn. Mùa đông mà đến rồi, và có lẽ là để đợi đến phần 8 thì có lẽ chúng để năm 2019, có lẽ một tin buồn. Xin cảm ơn, xin chào.